Dấu hiệu mang thai ngoài tử cung cần lưu ý. Mang thai ngoài tử cung là trường hợp trứng đã thụ tinh nhưng không nằm trong tử cung mà làm tổ và phát triển ở ngoài buồng tử cung, ống dẫn trứng, buồng trứng, cổ tử cung hay ổ bụng. Một vị trí đặc biệt khác của thai ngoài tử cung là thai bám ở vết mổ cũ đã mổ lấy thai trước đó. Dấu hiệu của thai ngoài tử cung. Mang thai ngoài tử cung gồm 3 dấu hiệu lâm sàng chính. 1. Chậm kinh. Với thai ngoài tử cung, chậm kinh là dấu hiệu đặc biệt có giá trị khi kinh nguyệt của người phụ nữ đều. 2. Đau bụng. Khi đau bụng, một trong hai bên hố chậu đau âm ỉ hoặc thành từng cơn. Khi khối thai vỡ thì thai phụ thấy đau nhói và choáng. 3. Da máu. Máu âm đạo sẫm màu, da từng đợt hoặc kéo dài sau một vài tuần chậm kinh. Dấu hiệu của thai ngoài tử cung rất dễ nhầm với một số bệnh và biến chứng khác. Trường hợp bệnh nhân không đi thăm khám sớm, nếu thai ngoài tử cung vỡ sẽ dẫn đến mất máu. Nhiều bệnh nhân có thể sốc do mất máu, biểu hiện chóng mặt, hoa mắt hay ngất xỉu, thậm chí là tử vong. Nguyên nhân dẫn đến thai ngoài tử cung. Nguyên nhân ở vòi tử cung. Thai phụ bị viêm dính vòi tử cung, các bất thường bẩm sinh của vòi tử cung, phẫu thuật tạo hình vòi tử cung, dính bên ngoài sau phim phúc mạc. Vòi tử cung quá dài, vòi tử cung bị xoắn, co bóp và nhu động bất thường của vòi tử cung. Các nguyên nhân khác, khối u ở phần phụ như u buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, can thiệp vào buồng tử cung như nạo thai, sử dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Phương pháp điều trị thai ngoài tử cung. Mỗi phương pháp điều trị mang thai ngoài tử cung đều có tiêu chuẩn y khoa riêng. Căn cứ vào độ lớn của khối thai và các xét nghiệm chuyên khoa, bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị phù hợp và tốt nhất cho thai phụ. Điều trị nội khoa. Phương pháp này được thực hiện trong trường hợp khối thai nhỏ, nồng độ beta HCG dưới 5.000 UI trên ml. Bác sĩ sẽ điều trị bằng thuốc methotrexate, thuốc diệt tế bào non. Nếu cách này thất bại, bác sĩ sẽ chỉ định chuyển qua phương pháp phẫu thuật. Điều trị ngoại khoa bao gồm mổ mở hoặc mổ nội soi để cắt khối thai. Nếu mổ mở, bác sĩ sẽ xử trí theo tổn thương. Bệnh nhân có thể bị cắt cả khối thai và vòi tử cung hoặc lấy khối thai bảo tồn vòi tử cung. Mổ nội soi là phương pháp phổ biến nhất hiện nay. Với phương pháp này, bác sĩ cũng sẽ xử trí theo tổn thương giống như mổ mở. Nhưng với nhiều ưu điểm, mổ nội soi được nhiều bệnh nhân và bác sĩ lựa chọn để điều trị.